Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh review các cái sản phẩm về điện máy. Trước mắt mình đây là dòng sản phẩm TV của Soli, ra mắt năm 2020, có ký hiệu là 43 inch, model là 43X7500H, sản xuất vào tháng 6 năm 2020. Hiện tại đang là mùng 1 tháng 7, đầu tháng 7 năm 2020 thì TV đã về với siêu thị của Ecomax rồi. Dòng này là dòng 43 inch 7500H thay thế cho con 43X7500G của 2019. Đối với dòng X7500H thì sẽ có 4 model, đó là dòng 43 inch, 49 inch, 55 inch và 65 inch. Các kích thước khác nhau của dòng 7500H. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ qua về phần thiết kế của con TV này, cũng như là tính năng và giá thành vào tháng 7 năm 2020 có khác biệt gì không. Đầu tiên thì là phần thiết kế của năm nay. Năm nay thiết kế của con này thì cũng khá tương đồng so với năm 2019 thôi. Đó là cái phần viền của chiếc TV này. 4 viền bằng nhau. 4 viền là bằng nhau. Phần viền dưới cùng nó dày hơn. Viền 3 viền trên. Mình quay cận cho mọi người xem. Viền này thì từ dòng 7000 8000 nó sẽ là viền bằng nhựa nhá, chưa phải viền bằng kim loại. Viền bằng nhựa bao quanh chiếc TV này, viền đen. Dày khoảng độ tầm hơn 1 phân. Cho là 1 phân, một hơn 1 phân. Hơn 1 cm, còn phần dưới cùng thì nó sẽ rơi vào 1,5 cm. Về phần thiết kế chân của năm nay. Chân của con 7000 năm nay sẽ có khác biệt so với năm 2019. Chân của năm nay sẽ thiết kế ở chính giữa chiếc TV này. Ngoài ra thì ở dòng 7000 sẽ có thêm một cái khe ở cái chân để mọi người phân biệt. Dòng 8000 năm sẽ không có, dòng 8000 sẽ không có cái khe này. Dòng 7000 mới có thôi. Chân nó to, sau đó thiết kế thêm cái khe đấy. Còn các dòng cao cấp hơn nó sẽ thiết kế mỏng hơn và bỏ cái khe đấy đi. Và đây phần chân của nó, chân thì bằng kim loại mọi người nhé. Đấy là cái phần mặt trước của nó. Mặt sau thì cũng khá tương đồng so với năm 2019 thôi. Đó là phần phía trên được thiết kế mỏng hơn. Và phía dưới được lồi ra. Lồi ra để có chứa các cái bảng mạch cũng như các cái phím cắm của chiếc TV này. Phím cắm cũng không có gì khác biệt cả. Đầy đủ các cổng cắm HDMI hay là USB, cổng mạng LAN, Wi-Fi 3.5 đầy đủ hết rồi đổ đối với dòng Soli rồi. Ngoài ra thì bất kỳ một chiếc TV mới làm sẽ có một cái tem của Bộ Công Thương dán ở trên chiếc TV. Con này sẽ là sản xuất thì ở Malaysia rồi, ký hiệu là KD43X7500H. Công suất tiêu thụ điện của nó sẽ rơi vào 95W. Hiệu suất điện năng là 3,16. Đây là tem của Bộ Công Thương nhé. TV, con TV mới là cũng có cái tem như vậy. Ở đây thông số của mọi người, dòng sản TV 4K chạy con chip X1 Production, công nghệ Tumulus về màn hình giúp màn hình tươi sáng hơn. Hệ điều hành Android TV, Android này sẽ sử dụng Android 9.0. Dòng TV Soli năm 2020 sẽ sử dụng Android là 9.0. Con này thì có hỗ trợ mọi người tìm kiếm giọng nói. Và ngoài ra thì nó không có kết nối Bluetooth với các cái thiết bị ngoại vi bên ngoài giống như các năm trước thôi. Không có nâng cấp hơn nhiều mấy. Nó chỉ khác biệt, mình đánh giá thì con này nó khác biệt, một khác biệt lớn nhất nó chỉ khác biệt về phần chân của nó. Chân năm nay khác so với chân năm ngoái. Màn hình thì có thể màn hình nó sẽ được nâng cấp hơn cho với năm 2019 về phần độ LED cũng như độ sáng, về chiều sâu nữa. Nhưng mà về Soli thì lúc nào cũng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu về phần độ sắc nét của mọi nhà rồi. Do đó nên là có nâng cấp lên hay là không nâng cấp thì nó cũng là nét nhất so với các dòng thương hiệu khác. Đó. Giá thành của con 43X7500H vào tháng 7 năm 2020 đó là 11.890.000, được tặng thêm một chiếc bếp từ. Giá thành thì là hợp lý so với dòng 43 inch. Cho những nhà có nhu cầu sử dụng bình thường vào mạng YouTube hay là xem phim, nghe nhạc, trình duyệt bình thường thì mọi người mua con này sẽ là giá hợp lý nhất.
không có các tính năng cao cấp mà để mọi người sử dụng, nhưng mà nó sẽ giúp cho mọi người đầy đủ các cái ứng dụng trải nghiệm. Đây là mình chưa cài đặt đầy đủ lên thôi, chưa có cài đặt đầy đủ. Nếu mà cài đặt đầy đủ thì cũng sẽ có đầy đủ các ứng dụng cho mọi người sử dụng trên con này. Đó, đây là cái về con 43X 7500H của 2020. Nhưng mà mọi người có nhu cầu mua sắm có thể liên hệ với siêu thị của Ecomark, website là ecomark.vn để được tư vấn và hỗ trợ, lắp đặt miễn phí tại nhà. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.